Thưa quý vị, nhắc đến Tết thì mọi người vẫn nghĩ ngay đến những bữa cơm tất niên ngày cuối năm, mâm cơm cúng gia tiên và sum họp những ngày đầu năm mới. Trên mâm cơm ấy thì ngoài bánh chưng xanh còn không thể thiếu được món thịt gà trống luộc để dâng lên tổ tiên. Đó cũng là phong tục ở mỗi gia đình từ hàng nhiều năm nay. Tại sao lại là gà trống mà không phải là một lễ vật khác? Phóng sự của chúng tôi sau đây sẽ lý giải điều này. Ông Thắng đang sửa soạn lại bàn thờ để chuẩn bị cúng gia tiên. Mâm cỗ đã đủ đầy và nhất thiết không thể thiếu vắng thịt gà trống còn nguyên con. Lúc nào ông Thắng cũng trịnh trọng sắp đặt đĩa gà sao cho ngay ngắn nhất để dâng lên tổ tiên. Thường thường vào những ngày Tết đầu xuân, các cụ cũng đã dạy các con cháu có một con gà trống thật đẹp để chúng ta kính lên tổ tiên để báo cáo với tổ tiên một năm rồi. Một năm qua chúng ta đã làm được và tiếp tục cho năm sau. Và con gà đó là phụ hộ, độ trì cho gia đình chúng ta. Mãi mãi là chúng ta trong một năm là đạt được nhiều những thành tích, kết quả cao. Bây giờ xác định cái thời điểm ra đời cái tục này thì rất khó. Nhưng chúng ta có thể khẳng định đây là tục rất cổ xưa của các cư dân tiền công nghiệp hay là cư dân nông nghiệp. Sở dĩ người ta dùng gà sống mà cài gà sống hoa, vì đây là thể hiện cái tư duy lưỡng hợp của cư dân nông nghiệp. Trong các con vật mà biểu tượng cho hai cái tư duy lưỡng hợp đó, thì cái con gà sống thì nó biểu hiện cho cái tầng cao, cho ánh sáng, cho ban ngày, cho sự sống. Sau khi dâng cúng tổ tiên, cả gia đình sum vầy cùng thụ lộc và thưởng thức bữa cơm ngày Tết. Theo thói quen của gia đình ông Thắng, thịt gà sau khi cúng bao giờ cũng được luộc lại rồi chặt thành miếng, sắp vào đĩa. Bởi theo ông, khi luộc cúng, gà cần đạt độ chín tới, cho da đẹp và hình thức bắt mắt. Nhưng khi ăn, cần luộc lại cho kỹ để đảm bảo an toàn và dinh dưỡng. Chúng ta đã báo cáo tổ tiên với các cụ rồi, thì lại theo thông tục là phải lấy cái lộc này để chúng ta đưa xuống mâm cơm để chúng ta tiếp tục để chia sẻ cho các con, các cháu trong gia đình người ta hưởng thụ lại một cái con gà ta đã báo cáo tổ tiên rồi, và chúng con cháu chúng ta để được hưởng cái lộc đó để thực hiện để cho nó tốt. Và cái năm mới là năm bao giờ người ta cũng cái ngày đầu năm người ta nghĩ tới những cái điều tốt lành nhất. Thì đây là trong cái giây phút mà chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì gia đình bố mẹ con cái con cháu quần tụ để thụ hưởng một miếng lộc của tổ tiên, thì cái miếng thịt gà hoặc miếng xôi lúc đó thì nó mang ý nghĩa tâm linh rất sâu xa, nhưng đồng thời nó như là một cái truyền cảm, một cái trao truyền cho cái nghị lực, cho ý chí và cho cái tinh thần trách nhiệm của từng con người. Cúng thịt gà trống trong những ngày lễ Tết cũng trở thành phong tục, thói quen của nhiều người dân Việt Nam từ nhiều năm nay. Hoạt động này không chỉ ẩn chứa nét văn hóa mà còn mang giá trị dinh dưỡng trong những ngày này. Không chỉ nhà ông Thắng trong phóng sự vừa rồi mà tôi tin chắc chắn rằng tất cả các gia đình người Việt đều lựa chọn gà là một trong những loại thực phẩm quan trọng cho bữa cơm ngày Tết. Trước là thờ cúng tổ tiên, sau là thưởng thức một món ăn quen thuộc. Thế nhưng vì lý do gì mà món ăn này thường không thể thiếu vắng trong ngày Tết? Cuộc trò chuyện sau đây với nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trung sẽ giúp quý vị có câu trả lời. Vâng, thưa nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trung, nếu như ông có để ý thì trong phóng sự vừa rồi, chú Thắng có một hành động rất là cẩn trọng trong việc bày đặt, sắp đặt vị trí của con gà ở trên bàn thờ tổ tiên. Xét về góc độ văn hóa thì ông có bình luận như thế nào? Các cụ xưa có câu là lợn thì trầu ra, mà gà thì trầu vào. Ông Thắng đã rất cẩn thận trong cái việc bày con gà quay đầu về hướng bàn thờ, về hướng bát hương. Như vậy tức là đã tỏ dòng cái lòng tôn kính đối với tổ tiên, đối với gia tiên. Đấy, là bày cái con gà làm sao phải quay vào bên trong. Nó khác với có những người, người ta cứ quan niệm rằng là phải bày cái con gà quay ra bên ngoài nó mới đẹp. Nếu như thế lại là sai mất cái ý nghĩa của con gà. Đó là con gà đang là một cái vật tế lễ để cúng, cho nên nó phải hướng vào phía bàn thờ. Thế nhưng mà tôi cũng được biết rằng là khi mà cúng gà ở ngoài trời thì lại cũng phải có một cái sự sắp đặt
kiểu khác đúng không? À đúng rồi, cúng gà ngoài trời, tức là cúng lúc giao thừa đấy. Lúc giao thừa thì lại ta lại phải lại cúng ở ngoài bàn thiên. Vậy thì lúc đó nó lại phải ngược lại với cái hướng con gà bày đặt ở trong bàn thờ của tổ tiên. Đó là cúng giao thừa, là cúng tế các vị thần linh. Thường thường người ta gọi là như là một cái cuộc giao ban. Cái lúc giao thừa là các vị thần của năm cũ bàn giao lại công việc cho những người vị thần ở năm mới. Vậy thì người ta đang đi lại ở ngoài đường ấy, thì dù rằng con gà đó anh đang bày ở một cái vị trí nào đó, ở trong ngôi nhà hay là ở ngoài hiên hay ngoài trời, đều phải hướng cái đầu con gà đó hướng ra phía ngoài đường. Có thể nói đấy là một cái những cái tiểu tiết thôi, nhưng mà nó lại ẩn chứa ở trong đó là những cái giá trị văn hóa mà nó được truyền từ rất là lâu rồi đúng không ạ? Trong văn hóa phương Đông nói chung cũng như là văn hóa Việt Nam nói chung nói riêng thì con gà luôn luôn là một vật tế lễ. Bởi vì tại sao? Nó là một trong lục xúc, đồng thời nó cũng là một trong 12 con giáp. Mà theo tôi được biết thì con gà nó hội tụ đủ cái năm thứ đức. Mà binh thư cổ ngày xưa nói rằng là người tướng tài phải có đủ cả năm đức. Đó là văn, vũ, dũng, nhân và tín. Con gà nó có hội đủ năm đức đó. Đó là đầu nó như cái mào. Đầu nó có cái mào như là một cái mũ. Rất đẹp nhé. Bộ lông của nó như là một cái bộ áo rất là nuột nà đẹp đẽ của một quan văn. Nhưng ngược lại con nhà gà trống lại có một đôi cựa rất sắc, đó là vũ khí, giống như những đường gươm của quan võ. Đấy là vũ là thứ hai nhé. Cái dũng của nó là khi đã đánh nhau thì chết thôi, không nề hà gì cả. Cái nhân là thế nào? Khi nó đi kiếm ăn, nó bới được mồi, luôn luôn túc 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 gọi gà mái, gọi đồng loại đến ăn. Đó là cái nhân. Và cuối cùng là cái chữ tín. Bất kể là ngày nắng, ngày mưa hay là thời tiết như thế nào, đấy, cứ đúng giờ giấc, cất tiếng gáy. Và người ta khắc, tự người ta dạy để làm ruộng này, rồi làm... Mừng Tết đến và lọc đến nhà nhà, cây ngoài vàng, cây đào hồng thắm tươi. Cánh én nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tết trong xuân lung phùng về đây sum vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang xa. Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân lòng phục về đây rừng bầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang xa.